Vị chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Tinh sáng và đây là phần tin trong nước Trong 3 năm trở lại đây, dù khách quốc tế vẫn là nguồn khách chính của các khách sạn cao cấp 4 năm sau Nhưng nguồn khách này đã giảm ít nhiều so với trước Thay vào đó thì ngay càng nhiều người Việt đã chọn ở khách sạn cao cấp Đây là nhận định vừa được đại diện công ty Grand Sonten đưa ra Trong buổi công bố báo cáo khảo sát dịch vụ khách sạn năm 2017 của doanh nghiệp này theo ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch Grand Thornton Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, tỷ lệ khách nội địa lưu trú tại các khách sạn cao cấp có xu hướng tăng, nếu như năm 2014, tỷ lệ khách nội địa thuê phòng khách sạn cao cấp là 17% thì con số này đã tăng lên 20,4% trong năm 2016. Dù mức tăng này không quá cao nhưng đại diện Rand Thornton nhận định điều này được cho là góp phần tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của phân khúc khách sạn cao cấp tại Việt Nam và là tín hiệu tích cực cho các nhà kinh doanh khách sạn trong giai đoạn tới. Tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang tăng lên với thu nhập ổn định, do vậy nhu cầu sử dụng các dịch vụ cao cấp tại Việt Nam, trong đó có khách sạn của người dân tăng cao cũng là điều dễ lý giải. Tuy nhiên, phần lớn khách du lịch nội địa tại Việt Nam đang có xu hướng chỉ chọn những tour, tuyến du lịch với giá cả phải chân, bay những chuyến bay của những hãng hàng khùng giá rẻ, và chọn ở các khách sạn cỡ chừng 3 sao. Nên tỷ lệ khách nội địa có sử dụng khách sạn 4 đến 5 sao theo thống kê của chúng tôi có xu hướng tăng, nhưng không tăng mạnh trong 3 năm qua. Kết quả khảo sát ngành dịch vụ khách sạn năm 2017 của Rand Việt Nam cũng cho hay giá phòng của khách sạn từ 4 đến 5 sao tại Việt Nam đang có xu hướng giảm chẳng hạn giá phòng bình quân cho khách sạn 5 sao giảm nhẹ 2,2%, từ 107 đô la Mỹ năm 2015 giảm xuống còn 105 năm 2016. Trong khi đó, giá phòng bình quân cho khách sạn 4 sao năm 2016 là khoảng 75 đô la Mỹ, cao hơn năm 2015 nhưng lại thấp hơn giá năm 2014. Tuy nhiên, doanh thu trên số phòng sẵn có của các khách sạn 4 đến 5 sao trong năm 2016 đều tăng từ 5 đến 10% so với năm trước. Nguyên nhân của việc tăng doanh thu là do chất lượng dịch vụ tăng nên thu hút nhiều nguồn khách nội địa và trong nước. Thưa quý vị, trong thời gian tới thì sẽ có hàng loạt các biện pháp kinh tế, tài chính, hành chính, kỹ thuật để từ kiểm soát xe cá nhân các loại tiến đến ngưng hẳn chạy xe máy vào trung tâm nơi ủng tắc từ năm 2030. Thông tin này được Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải trình lên Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh mới đây. Viện Chiến lược xác định xe cá nhân được mở rộng bao gồm cả ô tô con, xe công vụ, mô tô, xe gắn máy hai ba bánh, xe máy điện, xe đạp điện và xe đạp, trong đó bao gồm các loại xe chuyên dụng, xe tải, xe từ 2 đến 3 bánh. Từ đó, Viện Chiến lược đề xuất song song với việc phát triển vận tải hành khách công cộng, thì cần có các biện pháp tài chính, hành chính, kỹ thuật để kiểm soát tiến tới hạn chế dần xe cá nhân. Tình hướng chính là kiểm soát các luồng xe cá nhân này đi vào các khu vực trung tâm, nội đô, cảng hàng không, cảng biển nhằm giảm bớt áp lực giao thông. Một số giải pháp hành chính được nghiên cứu là kiểm soát xe cá nhân lưu hành theo biển số chẳng lẻ, Đề án của Viện Chiến lược cũng nghiên cứu đến phương án kiểm định khí thải đối với xe máy chạy trên 5 năm và chu kỳ kiểm định lần kế tiếp là 2 năm sau. Về phân luồng lưu thông, dự kiến tiến đến năm 2030 hoặc sau đó sẽ ngưng toàn bộ xe máy đi vào một số khu vực trung tâm và nơi thường xảy ra ủng tắc. Thưa quý vị, theo kế hoạch tới cuối năm 2017 thì ngoài đường sách Nguyễn Văn Bình hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai mở thêm hai đường sách mới nữa phát triển theo mô hình cụm nhằm cung cấp sách cho người đọc ở các quận nằm cạnh nhau. Hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã trình đề án xây dựng đường sách tại quận 5, quận 8 và quận Phú Nhuận. Trước mắt, công viên sách Âu Lạc tại quận 5 sẽ được khởi công vào tháng 9 tới. Đây sẽ là mô hình đường sách phát triển theo cụm, có sự phối hợp hoạt động, cung cấp sách cho người đọc ở các quận huyện nằm gần nhau. Dựa vào nhu cầu đọc và mua sách của người dân cũng như địa điểm thành lập đường sách, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề xuất thành phố nên tổ chức cụm đường sách cứ hai ba quận huyện hình thành một đường sách phục vụ cho người dân ở khu vực đó chứ không phải mỗi quận có một đường sách như ý tưởng trước đó. Sắp tới sau khi công viên sách Âu Lạc được khởi công vào tháng 9 năm 2017, Sở Thông tin Truyền thông cũng sẽ tiếp tục làm việc trao đổi thêm với một số quận huyện để tìm vị trí thích hợp cho việc triển khai các đường sách mới. Dự kiến tới cuối năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành thêm hai đường sách mới cùng với đường sách Nguyễn Văn Bình. Hiện nay trên thế giới thì không phải bất kỳ các quốc gia nào cũng chấp nhận và hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính hay những người chuyển giới và không phải xã hội nào cũng mở lòng đối với họ. Ireland là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và người chuyển giới. Đây cũng được coi là vùng đất mơ ước đối với những người thuộc cộng đồng đồng tính chuyển giới LGBT sinh sống. Tuy nhiên, đối với những người tị nạn thuộc cộng đồng LGBT thì tìm kiếm một cuộc sống mới tại Ireland vẫn còn nhiều trở ngại, phần lớn là do hệ thống xử lý đơn xin tị nạn còn chậm chạp. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây để hiểu rõ hơn về những rào cản và giấc mơ tìm cuộc sống mới của người tị nạn thuộc cộng đồng đồng tính chuyển giới tại Ireland. Afef là công dân của Tunisia, cô tới Ireland năm 2015 theo chương trình tị nạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô không thể tin được rằng mình có thể tới cái quán bar dành cho người đồng tính hay cởi mở về giới tính thật của mình. Tại quê nhà ở Tunisia, Afef bị buộc phải che giấu sự thật với gia đình và bạn bè rằng cô là người đồng tính, đặc biệt cô phải né tránh chính quyền về mối quan hệ đồng tính bởi điều này là bất hợp pháp tại Tunisia và nếu bị phát hiện, họ sẽ bị phạt 3 năm tù. Cho tới khi anh trai cô phát hiện cô là người đồng tính, cô buộc phải tị nạn khỏi Tunisia. Sự thật đó là một điều cấm kỵ và không thể tha thứ được. Và nếu quay trở lại Tunisia, tôi có thể bị anh trai tôi tấn công. Đó là quá khứ và nó không có gì tốt đẹp. Ở đây tôi hoàn toàn tự do là chính mình. Afef chỉ là một trong số nhiều người thuộc cộng đồng LGBT, cộng đồng người đồng tính và chuyển giới, đang chờ đợi được chấp thuận tị nạn vào Ireland. Ireland là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2015 với 62% số phiếu ủng hộ. Bên cạnh đó, mới đây Ireland đã lựa chọn Thủ tướng Leo Varadkar cũng là người đồng tính việc này càng khẳng định hơn nữa sự tự do và ủng hộ của ireland với những người đồng giới và chuyển giới tại quốc gia này tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa sẽ không có bất kỳ trở ngại nào khi cộng đồng người lgbt bắt đầu xây dựng cuộc sống mới tại đây đặc biệt là những người tị nạn khi phải đối mặt với một hệ thống xử lý tị nạn cổ hủ và chậm thích ứng với những thay đổi những người xin tị nạn vào Ireland được cung cấp nơi ở và thực phẩm tại những nhà nghỉ và họ được cung cấp 20 euro mỗi tuần tiền tiêu vặt. Song họ lại không thể làm việc hay tiếp cận với những cấp giáo dục cao hơn. Nhiều người xin tị nạn cho rằng quá trình xin tị nạn và xử lý đơn xin tị nạn tại Ireland thiếu minh bạch và đây là một điều thất vọng lớn. Trong nhóm hỗ trợ người tị nạn có tất cả 35 thành viên thường trực tới từ Zimbabwe, Venezuela, Gambia và Tunisia đang nộp đơn xin tị nạn tại Ireland với lý do là người đồng tính và chuyển giới. Hiện nay, nhiều nhóm LGBT coi Ireland là một nơi an toàn để sinh sống, là một người tị nạn đang xin tị nạn. Họ phải đối mặt với những thách thức và đe dọa từ những người xin tị nạn khác từ thủ đô Ireland. Đó là lý do chúng tôi tạo ra nhóm này. Một số người hiểu về luật, một số người trong số chúng tôi biết về nhà ở, một số khác biết về những cộng đồng xung quanh. Chúng tôi cần những nguồn thông tin đó để có thể giúp đỡ mọi người. Hiện nay, dù vẫn chưa có con số cụ thể về số lượng người đồng giới và chuyển giới đang xin tị nạn tại Ireland, nhưng có tổng số 5.000 người xin tị nạn và họ đang lưu trú tại 32 thành phố ở Ireland. Tuy nhiên, vấn đề chính nằm ở hệ thống xử lý đơn xin tị nạn tại Ireland. Hệ thống này đã quá cũ trong 15 năm qua và nó gây ra nhiều khó khăn đối với những người xin tị nạn nói chung và Ireland. Quyền con người trong hệ thống này của Ireland đã bị vi phạm nghiêm trọng vào năm 2015, ngay sau khi Ireland quyết định xử lý đơn xin tị nạn. Dưới áp lực và hối thúc từ các tổ chức việc quyền con người quốc tế và các tổ chức nhân đạo khác, Văn phòng Bảo vệ Quốc tế của Ireland đã phải chấp nhận để nhanh tốc độ xử lý các đơn xin tị nạn. Tuy nhiên, đến năm 2017, Tòa án Tối cao Ireland đã phủ nhận rằng việc cấp quyền cho người tị nạn được làm việc là không phù hợp với hiến pháp nước này. Những nhà hoạt động xã hội đã chấp nhận những thay đổi bước đầu xung quanh vấn đề lao động nếu như bạn nhìn vào lượng thủ tục ngày một nhiều khiến cho những người tị nạn có rất ít thời gian để chứng minh giới tính của mình bởi vì những người tị nạn thuộc cộng đồng đồng tính chuyển giới lgbt cần cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng họ bị xâm hại khi là một người đồng tính hay chuyển giới để có thể được chấp nhận tị nạn Nhóm xác định thân phận Identity Group được thành lập vào năm 2016 do những người ủng hộ dân tị nạn thành lập. Tổ chức này được thành lập nhằm tập hợp những người đồng tính và chuyển giới tham gia vào những cuộc tuần hành vì người gay tại Dublin hồi năm 2015 nhằm củng cố và mở rộng tổ chức hỗ trợ người tị nạn thuộc cộng đồng đồng tính chuyển giới. Bạn thấy Ireland, một quốc đảo nhỏ của châu Âu, và điều bạn mong muốn chính là được hòa nhập vào cộng đồng và văn hóa của nơi đó thưa quý vị chứng khoán hai sàn trong nước đã đồng loạt mất điểm trong phiên giao dịch cuối tuần nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn sụt giảm đã tác động tiêu cực đến thị trường chỉ số VN Index chạm mốc 780 điểm ngay từ đầu phiên, tuy nhiên nhanh chóng sau đó đà tăng này dần bị thu hẹp. Sắc xanh của thị trường vẫn đang nhờ vào các cổ phiếu vung hoa lớn như là Gas, Sabico, Petrolimax. Nhà đầu tư tỏ ra khá thận trọng trước xu thế rung lắc của chỉ số. Lực bán tiếp tục chiếm ưu thế hơn so với lực cầu vào thị trường. Bước sang phiên chiều, sắc xanh tuy có lớn lướt vào lúc đầu, nhưng về cuối phiên, đà giảm đã trở lại với chỉ số. Nhiều cổ phiếu vung hoa lớn thu hẹp xu thế tăng, trong khi cổ phiếu Vinamilk lại giảm mạnh, đã khiến cho thị trường khó có cơ hội hồi phục. Khe phiên VN Index giảm nhẹ về mốt 777,6 điểm, thanh khoản đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tương đương trên 200 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HN Index chìm trong sắc đỏ gần như suốt phiên giao dịch, các cổ phiếu chủ chốt đồng loạt sụt giảm đã tác động tiêu cực đến thị trường. Áp lực bán trên sàn vẫn chiếm ưu thế. Chốt phiên HN Index giảm 0,33% xuống còn 143 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 63 triệu đơn vị, ứng với trên 570 tỷ đồng mời quý vị tiếp tục theo dõi các thông tin đáng chú ý sau đây trong phần tiếp theo sản lượng đường việt nam giảm liên tiếp trong liên vụ thứ ba hà nội không nộp thuế kinh doanh trên facebook sẽ bị xử lý bằng biện pháp khác